Thưa quý vị, trong chương trình lần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về trang sức đá quý và ngày hôm nay thì sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần trang sức phong thủy. Có phần trò chuyện cùng với chuyên gia là anh Đức Tiến, giám đốc của công ty trang sức đá quý Đức Tiến. Xin chào anh ạ. Xin chào Thanh Phương. Dạ, khi nói đến trang sức phong thủy thì mọi người đều biết rằng khi đeo vào sẽ mang đến nhiều may mắn cho người mà sử dụng. Chính vì cái yếu tố đó nên nhiều người lo rằng liệu khi mà mình đeo trang sức đá quý thì mình có cần phải kiêng kỵ điều gì không để cho nó luôn được tốt cho cái người đeo đấy ạ? Trong đá quý về phong thủy thì đã nói về phong thủy thì mình nên chọn cái màu phù hợp. Đã là cái màu phù hợp rồi thì đeo thì là tốt. Còn nếu mà những cái màu mà không hợp thì nói về phong thủy là không tốt. Tại vì đã nói về phong thủy thì đã nói về cái duy tâm, đã nói về cái mạng. Thì thí dụ như là một cái người mà mạng hỏa mà đeo cái viên đó mà nó mang là thủy thì thí dụ trong cuộc sống cũng vậy, mà lửa mà gặp nước đổ vô là lửa tắt, nên cái đó là những điều kiêng kỵ trong cái vấn đề về phong thủy. Nên nó có những cái đã là phong thủy thì nên đeo những cái thuận và những cái hạp chứ không nên đeo những cái nghịch. Đó là nói về phong thủy. Nghĩa là mình sẽ đeo cái loại đá nào mà nó tượng trưng cho mạng của mình chứ không nên đeo lại cái mạng mà khắc với mình. Đúng. Thì mình sẽ không được gọi là nó không có thuận lợi như là mong muốn của mình ha. Dạ. Dạ. Đó là những cái điều kiêng kỵ mà chúng ta cần phải hết sức là lưu ý. Và ngoài ra khi mà mình lựa chọn những cái loại trang sức đá quý như thế này nè, thì có cần phải lưu ý những cái điều gì đặc biệt hay không? Bởi vì trên thị trường thì có bán rất là nhiều, thậm chí là hiện tại bây giờ có những cái website bán những loại trang sức phong thủy khá là phổ biến. Nhưng nếu như chúng ta không phải là một cái người chuyên thì làm sao để có thể phân biệt được đâu là những loại trang sức đá quý thật và đâu là những cái trang sức đá quý phong thủy giả? Hiện nay trên thị trường thì rất nhiều các trang web, các nơi bán đá quý và đá phong thủy. Nói về phong thủy thì nó có bao gồm, có nhiều người người ta chỉ chọn về màu thôi. Người ta không cần biết đó là thiên nhiên hay là không, hay là đá đã xử lý rồi hay chưa. Nhưng có nhiều loại đá không phải thiên nhiên, rồi có nhiều cái cách xử lý thì đeo nó cũng không tốt cho sức khỏe. Đó là nói về sức khỏe. Còn để mà nhận biết đá thiên nhiên và loại gì thì người tiêu dùng cũng nên cần lại mua sắm vào một nơi có uy tín. Và cũng nên kèm thêm một cái tờ giấy chứng nhận của một cái đơn vị của chính nơi đó và một đơn vị hạch toán độc lập. Thí dụ như một cái nơi không có phải là kinh doanh mà người ta có những cái tờ giấy người ta làm riêng ra thì mình cũng nên có một cái tờ giấy giám định đó, người ta gọi là trong cái tiêu chuẩn thứ năm của cái ngạch đá quý. Thí dụ như là trong đá quý thì đá màu thì đầu tiên là đá màu, tới độ trong, tới độ sạch, tới cách mài. Và bây giờ nó có thêm một cái tiêu chuẩn, nó gọi là tiêu chuẩn của tờ giám định. Thì cái tờ giám định đó người ta nói cái loại đá này là đá gì, đã xử lý gì thì mình sẽ hiểu được mình đang xài cái đó. Và một cái tờ bảo đảm của một cái nơi, một cái công ty, một cái doanh nghiệp nào có uy tín đó, nữa là đủ. Dạ. Ban nãy thì anh Đức Tiến có nhắc đến việc mà đeo đá những cái loại trang sức phong thủy thì sẽ mang đến may mắn cho người sử dụng. Và một cái yếu tố nữa cũng rất là quan trọng của đá phong thủy đó là mang đến một sức khỏe tốt. Dạ, và cụ thể là như thế nào thưa anh? Ở đây thì bây giờ đá về phong thủy rồi đá về sức khỏe. Thì trong đây nó có những người đeo về trang sức thì nó có, mình cảm thấy nó có ba cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là người ta đeo món đồ trang sức đẹp, là trên một món đồ trang sức thôi. Thí dụ người ta thích viên đá đó ruby, hay đó là viên kim cương, đó là viên emerald, đó là viên sapphire, vân vân. Và người ta làm lên một món trang sức mà theo cái mẫu nào, theo một cái dòng cổ điển hay một dòng nào đó mà người ta cảm thấy thích, và người ta cho thiết kế, cho dựng lên một cái mẫu theo ý họ. Và cái thứ hai nữa là phong thủy. Phong thủy thì theo mạng mà từ nãy giờ mình đã trình bày. Rồi một phần nữa là đá về sức khỏe. Thì hiện nay thì cũng các nhà khoa học cũng đã tìm được có nhiều loại đá, nó có tính ưu việt của nó thí dụ như là trong nó có dòng điện. Thí dụ như tourmaline thì nó có dòng điện 0,07 ampere. Thì
khi mình đeo nó vào thì nó hấp thu năng lượng và đồng thời nó vào, nó truyền đạt vào người mình, làm cho người mình có thể tỉnh táo hơn, nó làm cho mình tươi tỉnh hơn. Thì đó là đang nói về đá và sức khỏe. Và thời từ xưa tới giờ đó, các cái đồ trang sức người ta cũng cắt một cái mặt phẳng, và cái đáy, khi người ta đeo một món đồ trang sức để cho cái đáy nó chạm vào cái tay, cái mặt phẳng này để cho nó hấp thu cái năng lượng, và cái điểm nhọn nó cho vào tay để cho cái năng lượng của thiên nhiên đó, của trời đất đó, hồi xưa người ta nói là thế, thì nó sẽ truyền vào cái ngón tay và nó đi vào người ta, thì người ta cho rằng nó có những dòng điện vào và làm cho người ta khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng cho tới nay thì khoa học cũng chứng minh được nhiều loại đá nó có những cái tính ưu việt của nó có những dòng điện, nó có những cái hấp thu năng lượng vân vân đó, mà mang lại khi người ta đeo vào thì làm cho người ta tỉnh táo lên hơn, tươi tỉnh lên hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đức Tiến với những chia sẻ dành cho chương trình vừa rồi, rất là thú vị. Thưa quý vị, đá quý không chỉ là một loại trang sức mà bên cạnh đó mà mang đến rất là nhiều những may mắn nè, và cả sức khỏe cho người sử dụng nữa. Vì vậy, hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả và đặc biệt là những ai yêu thích những loại trang sức đá quý, chúng ta đã biết lựa chọn cho mình một loại trang sức đá quý phong thủy nào phù hợp với mạng của mình để có thể mang đến thật nhiều những may mắn và tài lộc trong cuộc sống, thuận lợi trong công việc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Đức Tiến đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương mục tiếp theo.